Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật Phẩm Thứ Chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì tất cả chúng sinh trong đời sống mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đạt nhiều lợi ích lớn, cúi mong Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông khởi lòng từ bi cứu với tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sông đường mà phô bày sự lợi ích. Bây giờ chính đã phải như vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông sớm làm xong việc đó, ta giàu có vào những bàn của con còn tất cả chúng sinh mắc phải hiện tại về vị ai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng có số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ở đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây và tạm sinh lòng cung kính, liền siêu việc tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, cũng nữa là về đắp hình tượng cũng dường 8 tháng, người này được vô lượng vô biên phước lành phước lợi. Lại hằng hải sát kiếp về thở quá khứ đời hiệu là Bổn Thân Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y với Phật, thúc trụ khẳng khải ngôn tay, người này chậu hẳn không còn khó chuyển nó đạo vô thượng chánh giác. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 100.000 lần sùng trời cõi dục, cũng nữa là chỉ tâm sinh niệm. Lại bất khả thuyết có lượng vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y với Phật trong trọn một niệm, người này sẽ gặp vô lượng các đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái lại 8 tháng, người này nói phép hội của 1.000 đức Phật trong niệm ký thường làm vị đại phạm vương, gặp Phật đặt Phật thọ ký cho. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi phải thường ở chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số kiếp hằng hai sẽ kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bổ Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời khỏi hoạn các ác thường, thời khỏi đọa và ác đạo, thường ở cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bổ Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đến danh hiệu của Đức Phật đây mà sinh lòng cung kính, người này không bao lâu sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời sẽ thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vô Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đến danh hiệu của Đức Phật đây thời, người này sẽ được gặp hàng hệ sát chư Phật nói nhiều pháp màu, đều đặng thành đạo quả Bồ Đề. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời, lại về thở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thánh Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tụ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diệt Phật, Cao Bất Khả Thuyết Đức Phật Thế Tôn. Như thế tất cả chúng sanh trong đời hiện tại cùng thở vị lai, nếu niệm được một danh hiệu của một Đức Phật thôi thừa được vô lượng công đức, huống nữa là xưng niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh cùng lúc tử đều đặng được vô lượng công đức, không bao giờ còn phải đọa vào ba ác đạo nữa. Những chúng sanh nào sắp mạng chung mà hàng thân quyến thuộc, thành thân quyến thuộc trong nhà nhận đến một người vì người sắp mạng sắp chết đó mà xưng niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác đều được tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp không ra khỏi quả khổ, nhưng vì lúc lần mạng chung nhờ người khác, vì đó mà xưng danh hiệu của Phật, thời người đó tất cả các tội nặng đều dần dần tiêu sạch. Hướng nữa là chúng sanh nào tự mình xưng danh hiệu của chư Phật thời được vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kính